khởi tố người bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu tội giết người. Quý vị thính giả thân mến, ngày 17 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án điều tra tội giết người đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1969, xảy ra tại quán bún riêu trên đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016, chị Trần Thị Bạch Tuyết dọn hàng bún riêu bán trước nhà. Sau khi bắt nồi nước, bỏ cua xay vào nồi, chị Tuyết chạy ra chợ mua gia vị. Lúc này, bà Điệp, cô của chị Tuyết cũng dọn hàng bày bán bún riêu cách nhà chị Tuyết 30m. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy chị Tuyết rời khỏi nhà, bà Điệp lấy hai gói thuốc chuột đổ vào nồi nước lèo của chị Tuyết. Sau khi đi chợ về, chị Tuyết vớt cua ra đĩa thì thấy trên nồi nước lèo xuất hiện màng đen nên vứt bỏ. Nêm nếm xong, chị Tuyết vẫn chưa phát hiện sự việc nên tiếp tục dọn hàng. Vài phút sau, chị Tuyết vẫn thấy lớp màng đen trên bề mặt nên nghi ngờ và nhờ chủ nhà xem camera thì phát hiện bà Điệp bỏ vật gì đó vào nồi rồi ném rác ở xe rác gần đó. Chị Tuyết đến xe rác kiểm tra thì phát hiện vỏ bao thuốc chuột vừa được xé nên đến công an phường trình báo. Tại công an, bà Điệp khai nhận đã bán bún riêu hơn 10 năm, còn chị Tuyết là người giúp việc cho bà. Tháng 12 năm 2016, chị Tuyết mở quán bán riêng. Bà Điệp cho rằng do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên người thân của bà đã xúi giục chị Tuyết mở quán bún riêu để cạnh tranh, giành đất đai với mình nên nảy sinh ý định bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo để chị Tuyết không bán được. Bà Điệp khai rằng thuốc chuột có mùi hôi nên nghĩ chị Tuyết phát hiện sẽ đổ bỏ chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra.